tiếng sâu. Sâu. Khi nhắc đến trò chơi dân gian thì không thể nào bỏ qua trò chơi bịt mắt bắt dê. Một trò chơi không thể nào quên trong ký ức tuổi thơ ở miền quê. Hôm nay, Tem kênh Chợ Quê xin tái hiện lại trò chơi này. Xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn một vé về tuổi thơ nhé. Hoài Linh xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Chợ Quê. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hoài Linh về cánh đồng của xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay cái Tem Hoài Linh sẽ thực hiện lại cái trò chơi. Trò chơi gì mấy em? Bịt mắt bắt dê. Trò chơi bịt mắt bắt dê mà của thập niên 80-90. Thì cái trò chơi này chỉ là ở đồng quê mình mới biết được. Thì hiện tại bây giờ Hoài Linh muốn lập lại cái trò chơi này cho quý vị và các bạn gợi nhớ về cái tuổi thơ của mình để không bị mai một. Thì bây giờ cùng Tem Hoài Linh cùng có các bạn. Đây. Hello các bạn. Bạn Hào. Bạn Nguyên. Bạn Tường. Dạ. Em tên gì? Em Thành. Dạ. Em dễ thương của Tem Chợ Quê nữa. Bé Heo. Bé Thái. Dạ. Và cuối cùng là em Kiệt. Đây. Rồi, mình có chia đội không hay là chia làm sao? Hai một. Thì mình làm gì trước? Bao chiến chùm. Ủa, mình lấy cái gì mình sẽ bịt vô mắt của mình? Khăn tắm quàng. Có đem theo không? Có. Lắm vô. Dạ. Trò chơi bịt mắt quốc dây là khăn quàng. Nhớ bịt kỹ nha. Yeah. Rồi, chuẩn bị nè. Sâm. 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 Rồi. 2, 3, 4 mình ra. Sâm. Thái Bắc ra rồi. Thái Bắc hả? Rồi, bịt mắt bé Thái lại nha. Bịt cho thấy vừa vừa thôi, đừng chật quá nhưng mà đừng thấy. Thấy không? Không. Thật lòng nha. Hả? Chỉ địa điểm cho em Thành chưa? Thành biết địa điểm chỗ nào chưa? Đó, từ cái bao qua đó. Chưa. Chỗ mấy màu xanh cái bao vàng đó. Rồi bây giờ Kiệt sẽ bịt mắt cho bạn Thái. Được không Thái? Ổn không Thái? Rồi điểm 1 2 3 phải không? Quay em qua. Chưa chưa. Quay 5 vòng. Quay chống mặt luôn. Rồi chuẩn bị. Vô mát, vô mát đi. Mát nè. Giờ bạn Thái đang bắt nhưng mà bây giờ đang tìm không biết ai. Thấy đường không Thái? Ổn không em? Tụi nó vô mát hết rồi, em hướng cái chỗ mát đi. Kiểu này chắc không xong rồi siêu nhân. Rồi mặc bộ đồ đỏ siêu nhân rồi. Tiêu rồi. Sao rồi? Rồi luyện công luôn hả? Anh đúng anh. Rồi kiểu này chắc em Thái bắt đừ đó Thái ơi. Ổn không Thái?
lột ra bao rồi em. Bao này nằm đây, tay hào lấy cái bao ra nè. Rồi. Rồi lỗi kỹ thuật nên bé bé lùn sẽ bắt. Ai bé Nguyên. Bây giờ tới bé Nguyên bắt. Mẹ ơi chi cơ. Chú mày. Kẹp tao tới chi nè. Rồi, bé Nguyên ngổn bé Nguyên. 2 3 4 5 6 Đi nào. Phan. Cái gì vậy? Đây. Rồi, cái này thấy nè, cái này thấy nè. Kéo lên. Cho cái này vô này. Cái đau. Ok. Sao ổn không Lùng? Lùng xin thua nha. Mệt xin xin thế nha. Rồi xong. Bé Lùng đã mệt, bé Lùng xin đầu hàng. Bây giờ người kế tiếp là em Hào. Hào chắc lanh hơn quá. Qua ra cái nón rồi kìa. Tường ra nón rồi. Tường lột cái nón rồi. Em lột ra cái ganh nón rồi Tường ơi. Tại vì khu rộng quá nên bây giờ mình lên sẽ thu hẹp lại cái khu cho mấy em bắt, chứ giờ rộng quá thì mấy em sẽ bắt không được ai hết. Gặp mấy em này lanh chạy nhanh lắm. Để em nào lọt ra ranh thì mới bắt nha. Dạ. Rồi thấy anh không Tường? Không. Thiệt không á? Thiệt. Ok. Rồi tập tung. Hai Tường. Lồng lên đây Tường. Lồng ở chỗ nước không Lồng? Không. Dạ. Tự nhìn này đó, Tường thấy nhiều rồi đó. Phải nhanh á, em nhảy em chụp nó luôn á, nó em mới bắt được nó. Đó. Thái xin tì rồi. Sau lưng, quay sau lưng. Đó, lồng đó, dính lồng rồi, dính lồng rồi. Đi ra lồng. Mấy kia đụng vô là cũng bắt con. Giờ mới tính. Giờ thằng nào đụng toàn lần đó bắt ra. Bây giờ thằng nào dữ mệt quá, tự chỉ định lần đó bắt ra nha. Mỗi người bắt một lần nha. Em bắt rồi. Ừ. Hàng lớn chưa bắt. Hàng lớn chưa bắt á. Con gái à. Bắt thật tình lên. Bạn Lùng ra ngoài nè. Ra ngoài luôn. Từ đây. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi vậy bạn Lùng ra ngoài, bạn Lùng bắt đi. Rồi Hào đã bị dính. Hào nãy giữ hai lần nè, bé Lùng bé Nguyên cũng giữ hai lần luôn. Nhường thôi. Rồi. Thấy nghe kìa, coi tao thấy nè. Rồi tao còn sửa lại nữa. Sửa tí.
rồi đó, thấy hả? Nói chi vậy? Thấy chi vậy? Ừ, nói chi? Ừ. Ta lộn lộn. Bu ra, bu ra. Xay, xay 5 vòng. Rồi. Rồi cái xay đi. Báo hai ăn bao vàng hào. Ở đây nè Hào ơi. Đây nè Hào ơi. Thấy hả? Chính đây. Có đụng không? Đụng, đụng chưa? Cái đụng chưa? Cái tay mày á. Chưa. Đụng nè. Thấy đường rồi nè. Thấy đường rồi. Thấy đường rồi. Thấy đường rồi. Không, tay rồi chứ không phải lấy vào vô phải rồi. Nhưng không quan. Này phong đứng phát chứ nó hai 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 hai. Rồi đi xa quá rồi em ơi, vô. Đừng, vô hả? Quẹo. Đi đây nè, đi phải. Thẳng. Phần bịt mắt của bạn Thái đã kết thúc trò chơi dân gian bịt mắt mắt dê này. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Chợ Quê. Rồi, chào quý vị và các bạn đi mấy em. Chào quý vị và các bạn. Sao? Hẹn các bạn clip sau nha. Rồi. Hẹn với các bạn clip sau. Đến đây, Linh Chợ Quê xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn. Kênh Chợ Quê chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Chợ Quê. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn những tập tiếp theo của kênh Chợ Quê nhé. Bye bye và xin chào tạm biệt.